ngợp lắm rồi bà con ơi, phải cần xả lỗ ngay một cái lô đất mặt tiền đường nhựa ngay khu vực trung tâm của thành phố Tây Ninh luôn, với diện tích chiều ngang 7m, dài 31m mà chỉ có 270 triệu một mét thôi bà con. Xung quanh khu vực bà con thấy nè, nhà cửa dân cư san sát với nhau luôn, kế bên cái đường Trường Chinh luôn bà con, rẽ trái là đi ra đường Điện Biên Phủ ra Nguyễn Trọng Cát, cách vị trí cái bất động sản của mình chưa đến 500m nữa. Rẽ phải bà con mình đi ra Quỳnh Tấn Phát nè, một cái con đường nối giữa đường Cách Mạng tháng 8 và đường Bời Lời. Đó, xung quanh khu vực này mình có chợ thương binh nè, chợ cư trú nè, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đầy đủ các tiện ích tiện nghi cho bà con mình luôn. Đất thì bằng phẳng cao ráo nè, đã đổ đất cho bà con mình. Đây là đất thịt không nha bà con, toàn bộ đều là đất thịt. Ngang 7m, dài 31m mà có 270 triệu một mét ngang à. Rẻ nhất cái khu vực này rồi. Họ điện ngay cho em 0839 666 736 nha bà con. Từ vị trí này chúng ta đi về chợ Thương Binh, chợ bắp của khu vực phường Hiệp Ninh á, chỉ cách vị trí bất động sản chúng ta 1 km thôi, 5 phút đi xe máy thì chúng ta đã đến được chợ Hiệp Ninh rồi nha bà con. Đó, và về chùa Tòa Thánh á, chỉ cách vị trí bất động sản của mình 2 km thôi, chúng ta đã về đến chùa Tòa Thánh rồi. Còn từ đây mà đi ra ngay Vincom, ngay khu vực mà thành phố Tây Ninh á, chỉ cách đây khoảng 3 km thôi. Đó, sát bên cho bà con mình luôn. Một cái bất động sản ngay khu vực trung tâm như thế này mà mức giá quá là rẻ rồi. Mà đất này là có full thổ cư nha bà con, 218 mét vuông đất thổ cư. Đó, là full hết toàn bộ thổ cư này, phù hợp mục đích xây dựng nhà ở cho bà con mình luôn. Đó, bà con mình có thể cất một cái nhà lầu 3 lầu, 4 lầu ngay tại khu vực này cũng được, hoặc có thể cất một cái nhà mái thái cũng được, vì diện tích chiều ngang đến 7m. Đó, mình có thể thọ sức đó, xây dựng nhà ở nha bà con. Đó, và bây giờ em sẽ gửi cho bà con mình xem cái sổ hồng của cái bất động sản này nha. Ở đây bà con mình sẽ có cái thửa đất số 748 tờ bản đồ số 5, địa chỉ là khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, với tổng diện tích là 218,40 m². Lúc trước nó sẽ là đất trồng cây hàng năm khác. Và bên đây là cái mục đích chuyển thổ cư của mình. Mình sẽ cho phép chuyển mục đích sử dụng 218 m² từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở đô thị. Đó, đã hoàn thành được nha bà con. Còn đây là cái hình đất nè bà con, đường phía trước là đường 10m nè, ngang 7, dài 31m20, phía sau cũng 7m, quay về hướng đông cho bà con mình nha. Đó, vừa rồi em đã chia sẻ cho bà con mình xem cái sổ hồng của cái miếng đất này rồi. Ngang 7m, dài 31m, full thổ cư, 270 triệu cho 1m nha. Liên hệ cho em ngay 0839 666 736, liên hệ ngay. Đó, đến xem đất trực tế gặp ngay chỗ, thương lượng giấy tờ nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Và bây giờ em sẽ đi ra con đường Quỳnh Tấn Phát và con đường Nguyễn Trọng Cát cũng như là đường điện Biên Phủ để cho bà con mình có thể tham khảo được đường xá dân cư khu vực này nha. Xin mời bà con. Và bây giờ từ vị trí của mảnh đất em sẽ đi ra cái con đường Trường Chinh ở phía trước cho bà con mình tham khảo được đường xá dân cư khu vực này nha. Đó, bà con thấy nè, đất ở khu vực này thì rất có giá trị luôn nha bà con. Đó, đây là cái con đường Trường Chinh. Đó, bây giờ em sẽ rẽ phải trước cho bà con mình xem nha. Rẽ phải thì bà con mình sẽ ra được cái con đường Quỳnh Tấn Phát nha bà con. Đó, một con đường nối giữa đường Cách Mạng tháng 8 và đường Bời Lời. Đó, một con đường rất là sầm uất của khu vực phường Hiệp Ninh này luôn nha bà con. Đó, mảnh đất của chúng ta là nằm sát bên những con đường lớn như thế này. Đó, nên là đi lại rất là dễ dàng. Bà con mình có thể đi thẳng theo lối đi này để chúng ta có thể đi về thành phố Tây Ninh được nha bà con. Đó, chỉ sát bên luôn, bà con mình đi thêm khoảng 500m nữa chúng ta sẽ đến được thành phố Tây Ninh. Đó, còn bên phải thì bà con mình sẽ có cái đường, đây là đường Quỳnh Tấn Phát nè bà con. Đó, bà con mình đi theo lối đó thì mình sẽ về đường Bời Lời của Ninh Sơn nha bà con. Còn chúng ta đi theo lối ngược lại, quẹo trái thì mình sẽ đi ra được đường Cách Mạng tháng 8, đi ra ngay chợ Bắp nha bà con. Chỉ cách đây khoảng 5 phút đi xe máy thôi, bà con mình sẽ có một ngôi chợ có tên là chợ Bắp. Đó, còn được gọi đó là chợ Hiệp Ninh nha bà con. Và bây giờ em sẽ đi cái con đường ngược lại để đi ra được đường Quỳnh, để đi ra được đường Nguyễn Trọng Cát cho bà con mình nha. Và bây giờ từ vị trí mảnh đất em sẽ đi ra hướng ngược lại để cho bà con mình thấy được nha. Và cái con đường mình đang đi đây có tên là cái con đường Trường Chinh mới nha bà con. Đó, con đường này sau này mình sẽ, con đường này sẽ có quy hoạch là con đường đấu nối vào cao tốc Gò Dầu Sa Mát nha bà con. Đó, con đường dẫn lên cao tốc đó bà con.
và miếng đất của chúng ta thì nằm kế bên cái con đường này luôn. Và trước mặt đây mình sẽ có cái con đường đó là tên có, và đây là cái con đường có tên là Nguyễn Trọng Cát nè bà con. Đó, con đường Nguyễn Trọng Cát. Đó, hướng quẹo phải là bà con mình đi về chùa Đạo Thánh cũng được nha bà con. Bây giờ em sẽ tiếp tục đi thẳng để ra được đường Điện Biên Phủ nha bà con. Sát bên vị trí mảnh đất của chúng ta luôn, đó là con đường Điện Biên Phủ. Và gần đây mình sẽ có một quán ăn khá là nổi tiếng, đó là quán ăn chay Lạc Viên nha bà con. Đó, đây là các con đường hẻm để có thể rẽ trái xuống quán ăn chay Lạc Viên nè bà con. Đó, bà con mình rẽ trái xuống là quán ăn chay Lạc Viên. Và trước mặt chúng ta, và trước mắt đây, và đây là cái con đường Điện Biên Phủ nè bà con. Đó, con đường rất là to và rất là đẹp ở khu vực thành phường Hiệp Ninh này nha bà con. Và đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ cây xăng 53. Đó, ngay khu vực này thì bà con thấy nè, rất là sầm uất luôn, các tiện ích ngay khu vực này rất là đông luôn. Và một cái miếng đất nằm ngay tại khu vực thành phố khu thổ cư mà mức giá chỉ có 270 triệu, là so với thị trường là rất là rẻ nha bà con, rẻ hơn thị trường rất nhiều nha bà con. Thì bà con mình quan tâm đến bất động sản này thì mình có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tiến Hành theo số điện thoại 0839 666 736 nha bà con ơi. Đó. Và kênh mua bán nhà đất Tiến Hành thì sẽ chuyên quảng cáo video, quảng cáo đất, chuyên quay video quảng cáo đất, quảng cáo nhà ở tại khu vực tỉnh Tây Ninh này. Thì bà con mình có đất cần bán, có nhà cần review thì mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được hỗ trợ gần nhất nha. Và xin cảm ơn và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.